Bao công xử án hồi thứ 82. Ngại hồ nhanh mắt, thật già phân tường. Chiêu hiền một lẽ, chú già đồng tội. Ngại hồ nghe Phạm Đại Nhân hỏi như vậy thì thời nghĩ thầm rằng: ban đầu ta quả có thấy Mã Chiêu Hiền, song không để ý cho lắm. Nay mà nói không nhận được cũng không xong. Nghĩa đoàn đáp rằng: tôi nhận mặt đại lão ra được. Phạm Đại Nhân liền sai Tả Hữu đem Mã Chiêu Hiền ra. Khi Phạm Đại Nhân hỏi Ngại Hổ có nhận được lão ra hay không, thời nó đã có ý nghi, nên quỳ dưới thềm lén lén ngó ra ngoài. Chừng nghe Phạm Đại Nhân đem Mã Chiêu Hiền ra, thời có một vị thái giám già, cổ tay lại đeo tuy hình cụ mà đi lên thềm vẫn ung dung vui vẻ. Đền Lung tới trước công đường mới nhăn mày im hơi làm bộ rầu rĩ, đứng sững chứ không quỳ xuống xưng tên. Ngại Hổ thấy vậy thời hiểu liền, lại nghe Phạm Trọng Võ nói rằng: Ngại Hổ và Mã Chiêu Hiền nhận ra nhau chưa? Ngại Hổ giả đò ngước mặt lên rồi dò mặt nói rằng: người này không phải đại lão gia của tôi. Trần Lâm ngồi trên cười rằng: thằng nhỏ này tinh mắt quá, thôi đem người ấy xuống, đem Mã Chiêu Hiền ra đây. Tả Hữu vâng lời, dắt Mã Chiêu Hiền giả xuống, dây lâu đem Mã Chiêu Hiền thật lên. Tên gian thần ô lại buồn bã lắm, nước mắt khóc ướt nhèm, rồi đi tới trước công đường liền quỳ xuống. Trần Lâm thấy tình cảnh như vậy, động lòng thương hỏi rằng: có người cáo ông rằng 3 năm trước giả về quê, lén lấy mũ cửu long chân châu của thánh thượng đem theo. Có không, ông cứ thiệt khai ngay đi. Mã Chiêu Hiền nghe nói thất kinh, lính quính đáp rằng: mũ ấy để tại kho, mất hồi nào tôi không hay, chớ thật không lấy. Văn Đại Nhân nói: thôi đừng nói nữa, Ngại Hổ thuật y khẩu cung của mi cho ông ta nghe. Ngại Hổ liền thuật lại một lượt rồi nói: già bẩm đại lão gia, chuyện đã như vậy còn giấu giếm làm chi. Mã Chiêu Hiền nói: con quỷ nhỏ này bất nhân lắm, tao có biết mày là ai đâu. Ngại Hổ nói: sao lão gia lại nói vậy? Hồi đó tôi 12 tuổi, hầu hạ liền bên cạnh, lão gia thường khen tôi lanh lợi, sau này tất phát đạt chẳng sai. Sao bây giờ lão quên nhanh thế? Mã Chiêu Hiền nói: ừ, mà giá tao nhận biết mày, mà tao đem mũ cửu long giao cho Mã Cường hồi nào nhỉ? Văn Đại Nhân nói: Mã tổng quản chứ chối cái, cớ sao thời khai thật đi, cho khỏi rách ra chảy máu. Nếu không khai chúng tôi xin thỉnh đại hình đấy. Mã Chiêu Hiền đáp: già bẩm các ngài, nếu các ngài không thương, giấu cho kẹp đánh tra khảo tôi cũng đành lòng. Nhan Đại Nhân nói: nếu khoanh tay mà hỏi mãi, không có ai chịu khai đâu, vậy cứ thỉnh đại hình. Tả Hữu đem đại hình ra, Ngại Hổ khóc và nói túi bụi rằng: không, tôi không cáo nữa, tôi không cáo nữa đâu. Trần Công Công hỏi: sao mày lại không cáo? Ngại Hổ đáp: tôi đi cáo đây là vì sợ biết tình gian mà giấu thời có tội, chớ chẳng dè làm hại tới đại lão gia tới như vậy. Trời ơi, tuổi tác đường này mà chịu tra khảo, thời làm sao mà sống được. Thôi, tôi không cáo nữa. Trần Công nói: chuyện này đã thấu đến tai thánh thượng rồi, làm sao mà thôi được. Nói rồi mới sai hẹp hình cụ và đem Mã Chiêu Hiền với Ngại Hổ xuống. Đỗ Đại Nhân liền nói với các quan rằng: tôi có một cách này, nên đem Mã Cường ra hỏi một lượt xem sao. Các quan gật đầu rồi sai Tả Hữu vào ngục dắt Mã Cường ra, không cho chúng nó thấy mặt nhau. Khi Mã Cường tới trước công đường, Đỗ Đại Nhân liền hỏi rằng: này có người tới kêu oan cho mi, mi có biết nhìn không? Mã Cường nói: dạ xin cho xem mặt. Đỗ Đại Nhân dắt Ngại Hổ ra. Mã Cường nhìn thấy Ngại Hổ, nghĩ thầm trong bụng rằng: thằng nhỏ này vì chủ mà kêu oan, thật là ít có ai như vậy. Nghĩ rồi vội vã bẩm báo rằng: dạ tên này là gia nô của tôi, tên là Ngại Hổ. Đỗ Đại Nhân nói: nó có phải là thế bộc của mi chăng? Mã Cường đáp: dạ phải ạ, nó ở nhà tôi từ thuở nhỏ tới nay. Văn Đại Nhân liền nói tiếp: thôi Ngại Hổ đọc khẩu cung lại nghe. Ngại Hổ liền đọc y lại rồi nói tiếp:
Dạ xin viên ngoại chớ tưởng lạ, tiểu nhân vì sợ tôi nên phải buộc lòng tố cáo. Má cửa quát nạt: Đồ chó, mê thật là già, ham đặt chuyện. Lão già nào đưa mũ cho ta hả? Trần Công nói: Chỗ này là công đường, chớ chẳng phải nơi để mi giày la tôi tớ. Má Cường nói: Dạ bẩm đại nhân, 3 năm trước chú tôi về, quả là không có đem theo mũ kiểu long theo, đó là ngại hổ cáo gian đấy ạ. Nhan đại nhân nói: Nó cáo rằng mũ ấy mi sai nó bưng đi giấu sau lầu Phật, còn chối sao được. Má Cường nói: Nếu quả có mũ ấy tại nhà tôi thì tôi xin làm cam đoan để nhận tôi. Các quan liền sai đem bút mực cho Má Cường làm cam đoan, rồi đem Mã Chiêu Hiển ra cho chú cháu thấy nhau và đưa tờ cam đoan của Má Cường cho y coi. Má Chiêu Hiển cũng chịu làm cam đoan, nếu có mũ cửu long tại lầu Phật thì mình cũng xin chịu tôi. Việc ấy xong, sai tả hữu đem giam chú cháu Má Cường vào ngục. Văn đại nhân nói với ngại hổ rằng: Còn việc cướp giật nhà viên ngoại mi đấy, mi có biết rõ hay không? Ngại hổ đáp: Viên ngoài tôi có một khu nhà rộng đặt tên là Quán Chiêu Hiền, có nhiều người ở đó, mỗi ngày tập luyện côn quyền, dượt thử gươm giáo. Nhân ngày nọ chủ tôi gặp vị tú tài, nói là quan thái thú mới nhận chức nhất tài địa lao, không rõ ý muốn làm gì. Kế vị tú tài ấy nhờ có người cứu khỏi nên chủ tôi sợ lắm. Mấy người ở trong Quán Chiêu Hiền bảo rằng nếu có bề gì thì kéo dốc qua ở với Tương Dương Vương. Nào dè tới canh hai đêm ấy, có một người to lớn đem quan binh tới bắt viên ngoài và phu nhân tôi trói lại. Mấy người ở trong Quán Chiêu Hiển nghe báo liền chạy tới cứu chủ, bị người to lớn nọ đánh thua giáo nên chạy về Quán Chiêu Hiển mà trốn. Lúc đó tôi cũng lo trốn nên không rõ việc cướp giật ấy ra sao. Văn đại nhân hỏi: Mi có biết hồi giải viên ngoại mi về phủ hồi nào không? Ngài hổ nói: Dạ tôi nghe Giao Thành nói hồi đó là canh năm. Văn đại nhân nói với các quan rằng: Cứ như lời ấy thì vụ cướp này không có can thiệp tới Âu Dương Xuân chút nào. Các quan hỏi: Làm sao mà ngài rõ được? Văn đại nhân nói: Cứ như trong tờ cung bị cướp hồi rạng đông, mà Âu Dương Xuân hiệp lực với sai dịch giải Mã Cường về phủ hồi canh năm, trời làm sao mà cướp cho được. Các quan mới khen phải, rồi sai đi bắt Giao Thành. Ai dè Giao Thành đã trốn từ lâu rồi. Các quan liền hợp nhau dâng sớ lên Thiên Tử. Hôm sau có chiếu chỉ của Thiên Tử dạy phủ Khánh Châu bắt đồ đảng tại Quán Chiêu Hiền và tìm mũ cửu long. Quan tuần kiểm tại đó liền đem binh tới Quán Chiêu Hiền thì không thấy một bóng người, chỉ xét được ít nhiều thư từ đi lại với Tương Dương Vương bàn việc nghịch mà thôi. Bèn lấy thư ấy rồi đem Quách Thị lên lầu Phật tìm mũ cửu long sau vanh cốt Phật giữa. Quan tuần kiểm liền mà đem mũ cửu long và bắt Quách Thị áp lên giải lên kinh. Các quan đều tiệu tại đại lý ti, thỉnh mũ cửu long để trước tòa rồi dạy đem Quách Thị ra hỏi: Vì sao mà ngự quan lại ở tại nhà mi? Quách Thị đáp: Thật là tôi không rõ việc ấy. Phạm đại nhân hỏi: Mi thấy mũ ấy tìm được tại đâu? Quách Thị đáp: Mé sau vách, vế phía tả cất Phật giữa. Đỗ đại nhân hỏi: Quả mi thấy rõ hay không? Quách Thị đáp: Dạ bẩm phải ạ. Đỗ đại nhân liền bảo khí tờ cung rồi sai đem Má Cường ra. Má Cường thấy vợ tới thì thất kinh, lại nghe Văn đại nhân nói: Bây giờ đã thấy ngự quan tại nhà mi rồi, mi còn lời nào chối cãi nữa chăng? Má Cường biến sắc hỏi vợ rằng: Mũ ấy tìm ở đâu? Quách Thị nói: Sau tấm vách giữa chứ ở đâu? Má Cường hỏi: Ai để ở đấy? Quách Thị nói: Ai đem thì ông biết, chứ tôi biết thế nào được. Văn đại nhân không để vợ chồng Má Cường nói lâu, bèn hét rằng: À thằng nghịch tặc, còn chối cãi gì, mau ký tờ cung đi. Má Cường không thể từ chối, vừa ký tờ cung vừa kêu oan. Văn đại nhân sai tả hữu lôi vợ chồng Má Cường xuống, rồi đem Mã Chiêu Hiền ra đưa khẩu cung của Má Cường cho y coi. Chiêu Hiền coi xong hỏi sơ Quách Thị ít điều, rồi cứng họng ngẩn ngơ, chỉ có nhắm mắt ký tờ cung cho xong chuyện.
Các quan thấy chú cháu Mã Cường cung khai rồi, bèn dạy giam cả vào ngục. Duy chừa Quách thị để hỏi rõ vụ cướp giật ban đêm. Đường Lung tra hỏi, có nha dịch vào báo rằng ra ngoài cửa có ông già kêu oan cho nghe thái thú ạ. Văn đại nhân liền cho đòi vào. Ông già ấy vào tới công đường, dâng tờ trình lên. Các quan chuyển tay nhau xem, thì nhan đại nhân bèn bàn rằng, đây cũng là cái việc có can thiệp với vụ mà thánh chỉ phú cho chúng ta. Tuy này Má Chiêu Hiền đã bị bắt giam về tội tự đạo, song còn án Má Cường và nghe thái thú. Vậy sẵn có nghe chung kêu oan đây, chúng ta nên đem nội vụ ra để xét, mai sẽ dâng sớ lên tâu lên thiên tử. Văn đại nhân gật đầu khen phải. Bao công xử án hồi thứ 83. Nghe thái thú đền ơn trả oán, Bạch Ngọc Đường cứu lụt bắt yêu. Lại nói nghe chung tới trước công đường tình trạng rồi, thì quỳ xuống khóc kể đầu đuôi. Tử Lung vâng chỉ ra Khánh Châu nhận chức, giả trang dò xét dân tình, đến khi bị Má Cường bắt, nhờ giáng trinh cứu, lại bị bắt lần thứ hai. Tình cảnh thế nào đều nói rõ lại. Phạm đại nhân nghe xong bèn hỏi, chủ của nhà ngươi bị hàm oan, sau này mới phân tố. Nghe chung thưa, dạ nhân vì tôi vâng việc chủ về Dương Châu rước gia quyến, khi trở lại mới hay việc này, bèn lật đật lên kinh kêu oan cho chủ ạ. Nói đoạn khóc giống lên. Văn đại nhân nói với các quan rằng, cứ trong tờ trình của Nghê Trung, thời phù hợp với lời khai của Nghê Kế Tổ, Âu Dương Xuân và Ngại Hổ nữa, vậy phải đòi Nghê Kế Tổ và Âu Dương Xuân ra hỏi lại xem sao. Các quan mới khen là phải, sai Tả Hữu mời hai người ra. Văn đại nhân liền hỏi Nghê Thái Thú rằng, ông cùng Bác Hiệp định chừng nào bắt Má Cường và chừng nào giải về phủ? Nghe thái thú đáp, định tới canh hai đem sai dịch bắt Má Cường, rồi rạng sáng ngày hôm sau về tới phủ. Văn đại nhân lại hỏi Bác Hiệp rằng, bắt Má Cường hồi canh hai, sao rạng đông mới về tới phủ? Âu Dương Xuân thưa, vì bắt Má Cường rồi còn phải chống cử với bọn trong quán Chiêu Hiền, tới canh năm chúng nó mới tan. Mà đường từ Bá Vương Trang về tới phủ xa ước tới vài mươi dặm, nên giải Má Cường tới rạng đông mới về đến phủ. Văn đại nhân đem Quách thị ra hỏi, ai bắt chồng mày, mày có nhớ không? Quách thị thưa, dạ người to lớn râu đỏ. Văn đại nhân hỏi, chồng mi bị bắt ra khỏi nhà hồi nào? Dạ hồi canh năm. Còn nhà mi bị cướp hồi nào? Dạ hồi đó trời chưa sáng ạ. Văn đại nhân hỏi, trong tờ khai kẻ đồ mất đồ nhiều lắm, không lẽ có một người giật? Vậy mi có thấy chúng nó đông chừng bao nhiêu không? Quách thị đáp, dạ đông lắm ạ, song không rõ là bao nhiêu. Vì lúc ấy tôi không dám ló đầu ra, chỉ nghe chúng nó nói rằng, chúng ta là người của Bác Hiệp mà thôi. Văn đại nhân nói, người đi cướp giật, ai dạy gì lại nói tên mình hay là bọn đồng lóa? Mà lúc đó mấy người ở quán Chiêu Hiền đâu không tiếp cứu? Quách thị đáp, dạ sáng ngày đó tôi tra xét đồ đạc lại, chẳng những là không thấy bọn ấy tới, mà tới đồ đạc ở đó cũng mất sạch ạ. Bẩm thượng quan, những bầu bạn của chồng tôi, đó đều là quân quấy phá bất lương, chứ không có người nào tử tế đâu. Văn đại nhân nghe nói liền nói với các quan, các ngài nghe chưa, đó là bọn cường khấu tại quán Chiêu Hiền cướp giật rồi. Vậy mau đem Mã Cường ra đối diện với Nghê Trung. Mã Cường nhắm thế chối cãi không xong, bèn khai thật những việc mình đã làm, không giấu giếm một tí gì. Các quan liền sai đem Nghê Thái Thú, Bác Hiệp, Ngại Hổ, Nghê Trung ở vào một nơi để đợi thánh chỉ, còn bao nhiêu đều giam vào ngục, rồi đồng dâng sớ, kẹp luôn những thư từ xét lại tại quán Chiêu Hiền và các tờ cung khai lên cho thánh thượng. Thiên tử xem xong lấy sớ lại, ấy bởi ngài ấy là người lấy đức trị dân, nay vì án này có liên quan đến hoàng thúc Triệu Tước nên không muốn xét kỹ, chỉ muốn chiếu chỉ xử trảm cho chú cháu Má Cường và giam Quách thị. Còn Nghê Thái Thú thời được phục chức, Bác Hiệp vô sự, Ngại Hổ còn nhỏ mà cáo kẻ có tước quyền, lý ra là có tội, song bởi vì mũ cửu long mà cáo nên rộng tha cho. Chiếu ấy chuyển xuống, Nghê Thái Thú dâng biểu tạ ơn và kẹp thêm một tờ tấu kể lể nỗi nghê nhân bị hại.
Lý Thị bị hàm oan, Dương Phương trung liệt, Đào Tôn hạ báo hung tàn. Thiên tử xem xong liền ban rủ xuống truy phong cho Nghê Nhân làm hàm ngũ phẩm, sắc tặng cho Lý Thị cáo phong Nghê Thái Công và phu nhân hàm lục phẩm. Nghê Trung thất phẩm thừa Nghĩa Lang ở tại phủ. Châu Giáng Trinh có Ngọc Liên Hoa thời thành hôn với Nghê Thái Thú. Châu Hoán Trương thì thời Ân Tứ Sĩ. Còn Đào Tôn hạ báo thời cho truy tìm rồi xử tội. Nghê Thái Thú được ơn thiên tử liền lại tạ ơn, rồi ra tham kiến Bao Công. Định ngày nhận chức, mời Bắc Hiệp và Ngại Hổ ra Khánh Châu. Tới nơi ra mắt Lý Phu Nhân và vợ chồng Nghê Thái Công. Lý Phu Nhân vẫn giữ việc tu trì trai giới. Nghê Thái Thú lại sai Nghê Trung đi với Châu Hoán Trương tới Nguyện Nghi Trưng lấy cốt Nghê Nhân về, giết hạ lão tế linh rồi an táng. Xong việc ấy bèn lựa ngày lành để kết duyên với Châu Giáng Trinh. Còn cha con Bắc Hiệp thì chờ các việc xong xuôi bèn đi qua thôn Mạc Hoa. Nhân Tôn Thiên Tử tiếp liền những sớ báo tại Hồ Hồng Trạch có lụt, chẳng những mưa hại mùa màng lại còn làm chết người, tốn bao nhiêu tiền của. Mặt rồng chẳng vui, liền triệu Bao Công tới thương lượng. Bao Công liền tiến cử Nhan Xuân Mẫn làm tuần án, đi xét các sông và yên úy dân tình. Vua chuẩn tấu rồi hạ chỉ. Nhan Xuân Mẫn liền tiếp chỉ tới phủ Khai Phong, xin Bao Công giải phép trị thủy và xin cho Công Tôn Sách, Bạch Ngọc Đường đi theo giúp sức. Bao Công bằng lòng, qua ngày sau dâng biểu xin cho Công Tôn Sách và Bạch Hộ Vệ về theo giúp Nhan tuần án. Thiên tử chuẩn tấu, Nhan Xuân Mẫn tạ ơn rồi nội ngày đó xuất hành. Ngày nọ tới thành Thứ Thủy, quan phủ là Châu Gia gia tiếp. Đương còn hỏi thế nước mạnh yếu ra sao, thời thấy có người tại Đê Xích tới báo rằng già nạn lụt chưa xong, lại có thêm thủy quái. Nhan đại nhân nghe như vậy bèn định tới quan phủ sáng ngày sẽ lên núi Tây Hư xem trước. Quan phủ nhận lời cứu lui. Nhan đại nhân bèn bàn luận việc ấy với Công Tôn Sách và Bạch Ngọc Đường một lượt rồi mới đi nghỉ. Ngày sau ba người ngồi kiệu đi với quan phủ lên núi Tây Hư để dòm xuống. Thấy một vùng trắng xóa, sóng bùa nhấp nhô, cuồn cuộn như sôi, tràn ngập cả đê đường nhà cửa. Còn dân chúng thì thời xúm nhau che chòi dựng lều lên mấy chỗ mới mấp mé mà ở. Tình cảnh thật đáng thương, ai xem qua cũng xót dạ. Bạch Ngọc Đường nghĩ vậy: thương hại cho muôn dân đã bị thủy tai lại thêm thủy quái, mà lạ sao thủy quái không bắt người lại lấy đồ đạc trong nhà và tiền của. Muốn rõ điều này, tối nay ta phải dò xét xem sao. Nghĩa đoàn liền cho Nhan tuần án biết, rồi dắt theo bốn tên sai đinh đi thẳng lên Đê Xích, nói rằng mình phụng chỉ đi tra nghiêm qua cảnh lụt lội. Dân chúng nghe vậy liền tới cúi đầu tỏ sự khốn khổ. Bạch Ngọc Đường liền sai che một cái lều chui vào ngồi, rồi sau đó kêu ít người nạn nhân tới cùng nhau nói chuyện thủy nhân. Nhân lúc hỏi thăm tung tích đi lại của nó, thời biết rằng thủy quái chỉ có cách một cầm giống mà thôi. Bạch Ngọc Đường nghe xong bóc túi đưa ra vài lượng bạc, sai người đi mua ít chút rượu thịt về cùng nhau ăn uống. Trong khi ăn uống chuyện ván, Ngọc Đường hỏi tới đường lối và các ngọn ngành xung quanh Đê Xích. Mọi người đều nói chỉ có bên kia chân núi là chỗ nước xoáy, thời thế nước ứ vẫn dữ dội lắm, thế ai đi thuyền qua đó thì bị chìm đắm, thật là một nơi rất nguy hiểm. Ngọc Đường hỏi: nơi ấy tên là gì? Dân đáp: cách đây vài dặm là miếu Tam Hoàng. Bạch Ngọc Đường nghe ghi nhớ kỹ lưỡng lắm, rồi ăn uống xong dặn dân chúng núp trốn trong lều coi mình bắt thủy quái. Đêm vừa quá canh hai, Ngọc Đường nghe có tiếng khì khịt bèn lén ra khỏi lều, tay cầm cục đá để núp xem tình thế. Thấy dưới nước nhảy lên một vật hình như hình người, mặt mày dữ tợn, tóc bỏ xóa ra xăm xăm vào lều Bạch Ngọc Đường. Thì Ngọc Đường lén lén theo sau lưng, nghe trong lều có tiếng la: thủy quái tới rồi. Bạch Ngọc Đường ở sau lưng vội vàng ném một cục đá. Thủy quái bị ném đau quá, vừa quay đầu lại bị Ngọc Đường ném tiếp một cục nữa, quá nặng nên nhào lăn xuống đất. Ngọc Đường liền nhảy tới đè, rồi sai dịch áp tới bắt quái vật đem vào lều. Rọi đèn xem thì người ấy mang lốt, lột lốt ra thì thời chỗ bị ném chảy máu quá nhiều, kêu khóc xin dung mạng. Ngọc Đường còn đương xem chợt nghe ngoài đê có tiếng la:
lại có thủy quái rồi. Liền vội vã chạy ra, chỉ thấy mặt nước dợn và cuộn sóng thôi. Bây giờ các hương lão đều tề tiệu lại coi thủy quái, thấy rõ người giả dạng mà cướp giật của dân, nên ai nấy đều tay đánh miệng chửi rất tàn tệ. Bạch Ngọc Đường cản lại mà rằng: đã biết đó là giả rồi, vậy từ nay về sau chớ có sợ nữa. Hế gầm thì lại xúm nhau bắt cho được, đem nạp lại viện tuần án mà lĩnh thưởng. Chớ đánh khảo làm chi cho mỏi tay, sẽ có luật nước nghiêm trị nó. Mọi người vâng dạ. Bạch Ngọc Đường liền sai giải con quỷ giả đó về viện tuần án. Bao công xử án hồi thứ 84. Công Tôn Sách dò nước gặp màu xanh, tường trạch tường, lội hồ bắt Ngô Khấu. Bạch Ngọc Đường về đến viện tuần án, ra mắt Nhan Đại Nhân thuật rõ chuyện thủy quái. Nhan Đại Nhân liền thăng đường đem thủy quái giả ra tra. Thời là 13 tên thủy khấu ăn cướp ở trên mặt nước, tụ tập lại miếu Tam Hoàng. Ban ngày thì cướp giật thuyền qua lại, tối giả thủy quái chụp giật của cải của dân chúng ở trên đê xích. Bạch Ngọc Đường thuật lời của hương lão đã nói chỗ xoáy nọ, thì Công Tôn Sách nghe nói vậy nghĩ thầm rằng: chắc là có chỗ nào bị ngăn lấp nên thế nước ứ dội làm cho tràn ngập các nơi, vậy phải tra xét cho kỹ rồi khai đào cho thông mới mong cứu được nạn. Nghĩ xong tỏ ý với Nhan tuần án xin ngày mai đi dò xem thế nước. Nhan Đại Nhân chấp thuận. Bạch Ngọc Đường lại nói: đã có thủy khấu ắt phải viện tứ ca thôi chỉ mới xong. Nhan Đại Nhân nhận lời, liền viết sớ tâu lên thiên tử xin phủ khai phong phái Tưởng Bình tới giúp sức. Ngày sau Nhan Đại Nhân phái hai viên thiên tổng là Hoàng Khai và Thanh Bình cùng 8 tên thủy thủ chèo 2 chiếc thuyền cho Công Tôn Sách đi xem thế nước. Đi chẳng bao lâu, Thanh Bình hớt hải chạy về báo rằng: chúng tôi theo Công Tôn tiên sinh tới chỗ nước xoáy, chúng tôi cản không cho đi tới. Công Tôn tiên sinh không nghe nên thuyền bị chìm, ngài và Hoàng Khai mất tâm dạng, chúng tôi cứu không kịp, mau trở về báo cho đại nhân hay. Nhan Đại Nhân nghe nói thất kinh hỏi rằng: chỗ ấy bây giờ có thuyền bè qua lại không? Thanh Bình thưa: trước kia thì có, xong từ khi xảy ra những chuyện nguy hiểm chìm đắm thì thuyền bè sợ hãi nên không dám qua lại nữa. Nhan Đại Nhân nghe nói buồn lắm, sai quân đem thuyền đến mò kiếm thi thể mà thôi. Kiếm chót ngày mà không thấy tung tích gì, khoanh tay đợi Tưởng Thạch Trường tới. Mấy hôm sau Tưởng Bình tới, Nhan Đại Nhân mới kể lại chuyện Công Tôn Sách và Hoàng Khai bị chìm tại chỗ nước xoáy ở Triền Hoa, và lời của tên thủy khấu Cung Khai rằng có đồ đảng 12 đứa tụ tập tại miếu Tam Hoàng cho Tưởng Bình nghe. Hôm sau Tưởng Bình bảo Thanh Bình chèo thuyền đưa mình tới Triền Hoa. Thanh Bình thấy Tưởng gia ốm yếu, thời nghĩ thầm rằng: người như này mà sao bắt được quái vật, chẳng qua đem thịt mà nạp miệng hùm thôi. Mải nghĩ như vậy, thuyền đã tới nơi, nước xoáy ầm ầm, thấy sẩn gáy. Tưởng ra tay cầm giáo, mình mặc đồ lội nước rất gọn, đứng dậy co giò nhảy đùng xuống nước, không còn thấy tam dạng ở đâu. Tưởng Bình đi dưới nước, mở mắt ra xem, thấy xa xa đi lại có một người, mình mặc lốt da, tay cầm chùy sắt, mò mò đi tới. Tưởng Bình định chắc người ấy lội nước không mở mắt được, bèn cho một mũi giáo vào hông, người ấy chết liền. Tưởng Bình đi lần tới, đâm luôn hai người như vậy nữa, rồi đi ước ba dặm thời tới bờ, bèn nhảy lên. Thấy có một tòa miếu, trên ngành có tấm biển đề: Tam Hoàng Miếu. Tưởng Bình lén lén đi vào, không thấy bóng người thấp thoáng, thẳng tới nhà bên trong, nghe có tiếng rên hù hù. Bèn bước tới xem, thời là một ông sái bị ốm. Ông sái ấy vừa thấy Tưởng Bình lật đật nói rằng: tôi không biết việc gì, đó là bọn học trò tôi thả vị tiên sinh và thiên tổng rồi trốn đi, để hòa lại cho tôi đó, xin lão già dung mạng. Tưởng Bình nghe lời nói có thể dò ra manh mối được, bèn hỏi rằng: tôi vì cứu vị tiên sinh ấy mà tới đây, vậy người đã bị hại chưa? Ông sái nói: vậy ngài là quan viên đây sao? Xin thứ lỗi cho tôi, nguyên mấy ngày trước có hai người chìm thuyền tại Triền Hoa, bọn thủy khấu mò vớt đem về cứu sống. Nhìn ra thì thời là một người, là viên thiên tổng họ Hoàng, còn người nọ là Công Tôn tiên sinh vâng chỉ thiên tử đi trị thủy.
Bọn thủy khấu nghe vậy liền giao hai người học trò tôi giữ, rồi lại để ba người cướp giật thuyền. Còn bao nhiêu đều đi lên Tương Dương Vương thông báo, hoặc giết cả hai người, hay là đem nạp cho Phi Xoa Thái Bảo Trung Hùng. Khi chúng nó đi rồi, tôi bàn bạc với học trò thả hai người ấy đi và bảo nó trốn, để tôi ở lại liều mạng cho chúng nó giết đánh gì tự ý. Tưởng Bình gật đầu và tỏ ít lời cảm ơn, rồi hỏi rằng: người đầu mục của nó tên gì? Ông sái nói: nghe nó tự xưng là Trấn Hải Giao Ngô Trạch. Tưởng gia mới hỏi: còn vị tiên sinh và thiên tổng đi ngả nào, ông biết không? Ông sái nói: chỗ chúng tôi ở đây hoang vắng lắm, một mặt trông ra biển, một mặt dựa vào non, chỉ có một con đường rất khuất khuỷu quanh co, ước 10 dặm, tới một chỗ kêu là Loa Sư Loan, tới chỗ đó mới có nhà người ở. Ông sái nói: đường và gần lắm, ước vài dặm thôi. Tưởng Bình hỏi: chừng nào bọn thủy khấu về đây? Dạ ước vài ngày thời nó về tới. Tưởng Bình hỏi xong lai lịch rồi lại nói: vậy ông nên yên dạ, mai này sẽ có quan binh tới bắt chúng nó, ông không bị hại đâu. Nói đoạn đi ra khỏi miếu, nhảy xuống nước, lặn tới Triển Loa, nó lên thuyền dặn Thanh Bình rằng: người mau chèo thuyền trở về báo với tuần án, xin thêm 50 tên quan binh, sáng ngày đem thuyền tới miếu Tam Hoàng bao vây bốn phía, chờ cho thủy khấu tụ tập lại, khi chúng đi ra sẽ núp theo mà đánh. Thanh Bình nói: chỗ nước xoáy này đi sao qua được? Tưởng Bình nói: khi trương có ba tên thủy khấu đi đục thuyền, bây giờ ta đã giết cả rồi, còn sợ cái gì? Ta đã dò được tin Công Tôn tiên sinh và Hoàng Thiên Tổng đi đâu rồi. Nói dứt lời, nhảy xuống nước lội qua mé Tây Bắc, Thanh Bình quay thuyền trở về. Tưởng Bình đương đi dưới nước, nghe trên đầu có tiếng động, bèn trồi lên, thì thầy thấy một người ngồi trên bè thả lưới bắt cá. Người nọ dòm thấy Tưởng Bình, mặt đồ chẹt ốm, rồi lại gầy như con vượt, thời cười rằng: bộ tướng như vậy mà cũng lội nước làm giặc à? Ta không thèm hại mi đâu, sao chưa chịu đi? Tưởng Bình nói: không, ta không phải thủy khấu, mà ngươi cũng không phải là kẻ đánh cá, vậy dám hỏi quý tính là chi? Ta tới đây chỉ hỏi thăm đường qua Loan Sư Loan mà thôi. Người nọ hỏi: mi tên họ là gì? Ta là họ Tưởng, tên Bình. Người nọ vội nói: à, té ra là phiên giang thử đây sao? Xin thứ lỗi, tôi đây là Mao Tú, nhà tại Loa Sư Loan. Nhân có hai vị quan trưởng ở tại nhà, hằng nói tới danh hiệu ngài và nói rằng ít lâu nữa ngài sẽ tới, nên sai tôi giả đánh cá mà thăm tin. Vậy xin mời ngài về nhà tôi cùng nhau gặp gỡ. Tưởng Bình nhận lời leo lên, Mao Tú cuốn lưới rồi chống bè về Loa Sư Loan. Khi tới nơi thấy một ông già, tức là cha của Mao Tú ra tiếp rước. Kế đó thì Công Tôn Sách và Hoàng Khai ra chào mừng, ai nấy trò chuyện rất vui vẻ. Công Tôn Sách liền chỉ cho ông thân của Mao Tú và nói với Tưởng Bình rằng: lão trưởng đây là quý danh là Cửu Tích, thật là người cao minh ẩn sĩ, thông hiểu cách trị thủy lắm. Tưởng Bình nghe nói thì mừng lắm. Một lát thì Mao Tú bày cơm nước ra, mọi người xúm lại ăn uống rồi nghỉ tại ở đó. Hôm sau Tưởng Bình nai nịt gọn gàng, cầm giáo từ giã các vị đi ra và hứa rằng: khi nào trừ xong thủy khấu sẽ trở lại rước. Dứt lời ra mé hồ nhảy xuống, tính đi tới chỗ nước xoáy, rồi tới chỗ miếu Tam Hoàng dò tin tức Thanh Bình và thủy khấu xem tới chưa. Chàng dè vừa đi một đỗi, thấy có hai người mặc lốt da, tay cầm đao đi tới. Tưởng Bình bèn hô giáo thường, mỗi người một mũi rất mạnh, hai tên đều chết ngay. Tưởng Bình giết hai tên thủy khấu rồi mới quay mình trở đi, chợt thấy có mũi thương đâm tới, liền vội né tránh. Người đâm Tưởng Bình đó là Trấn Hải Giao Ngô Trạch. Từ khi đem 8 tên thủy khấu trở lại miếu Tam Hoàng, tính giải Công Tôn Sách và Hoàng Khai qua quân sơn cho Phi Xoa Thái Bảo, ai dè vừa vào miếu thì thời nghe có tiếng la: bắt thủy khấu, bắt thủy khấu. Bọn thủy khấu hoàng kinh, cầm đao túa ra, bị phục binh của Thanh Bình giết 2 đứa và bắt 4 đứa. Còn 2 đứa thoát khỏi, lặn xuống nước tìm đường thoát thân, rồi gặp Tưởng Bình mới giết khi nãy. Viên đầu lĩnh của bọn thủy khấu là Ngô Trạch, tuy có tài giỏi, song chống cự với Thanh Bình và quan binh không lại,
nên nhào xuống nước tìm đường thoát thân. Đi vừa tới đây lại gặp Tưởng Bình, liền giơ thương đâm tới. Tưởng Bình né khỏi mũi thương rồi hô giáo xoay chiến. Phàm phép chiến đấu dưới nước phải khác hơn ở trên bờ. Ở dưới thường dùng khí giới ngắn nhỏ mới tiện, chớ thương dài bản lớn nên xoay sở chậm chạp lắm. Vì vậy Tưởng Bình thừa thế lòn ra sau lưng, một tay với nắm thân chùm, một tay dùng giáo đâm vào bắp tay của Ngô Trạch. Ngô Trạch bị đâm đờ đẫn không còn chống cự nổi, buông trường thương rồi lăn đi. Tưởng Bình ôm lại nhận hoài, không cho ló mũi lên mặt nước để lấy hơi thở. Đến chừng thấy Ngô Trạch uống nước nhiều rồi, bèn kéo lên mặt nước, thấy thuyền của Thanh Bình đậu dài theo mé hồ, bèn kêu thuyền ra vớt Ngô Trạch lên, xong nước cho tỉnh lại. Tưởng ra bèn hỏi Thanh Bình rằng, người đem binh tới miếu Tam Hoàng sự thể ra sao? Thanh Bình đáp, dạ tới đó mới bắt được 4 tên thủy khấu và giết 2 tên, còn 2 tên chạy thoát. Tưởng Bình nói, 2 tên ấy ta cũng giết rồi, chỉ còn người này chẳng hiểu có phải là Ngô Trạch hay không. Nói đoạn sai dắt ra 1 tên thủy khấu bị bắt sống, rồi chỉ Ngô Trạch mà hỏi, thầy nó nhận là đầu lĩnh của Ngô Trạch chẳng sai. Tưởng Bình cả mừng, truyền lệnh thủy thủ chèo thuyền, giết về viện tuần án.